Xin chào các bạn, mình review cái kéo cắt dây đai của hãng Betsey, là cái cây màu xanh mình đang cầm ở trên tay đây. Thì Betsey thì anh em đều đã biết về một cây kéo huyền thoại của họ, đó là cây này, cũng cùng một chức năng là cắt dây đai thép á. Thì mã hàng của cái cây mà mình đã từng làm và cũng nhiều người sử dụng rồi là D123S. Thì cái cây này khá hầm hố và cái giá của nó nghe nó dễ xung đột, dễ sốc. Nhưng mà hôm nay mình làm review cái cây đơn giản hơn. Thì Betsey nó có 3 dòng cắt dây đai. Mình dương cái cuốn calo lên để cho bạn dễ thấy. Ở đây cái loại gây sốc đây. Còn cái loại mà hôm nay mình review là loại này, và nó còn có loại cây cán dài như này nữa. Thì nó đơn giản. Đơn giản là cái cây này nó đơn giản thôi. Chiều dài của nó vào đây tới đây khoảng 23 cm. Tức là 230 mm, thì nó cỡ tay gầm. Thì họ làm một thiết kế cũng cực kỳ đơn giản, ngay cả cái phần gắn khóa cái chuôi nó cũng là một cái đoạn dây nhựa như thế này thôi, bằng plastic để cho mình khóa lại như này. Ở đây họ để sơn một cái lớp sơn đơn giản. Ở trên đây họ có khắc in cái gì quá trời chữ, trên đây mình đọc không được, mắt kém đọc được chữ bé tí ở đây. Tên công ty Betsey rồi cái gì đấy, website rồi gì đấy ở đây. Đó, thì phần này họ sơn, thì hai cái ngấn ở đây, đây có ngấn trên dưới và ngấn trên, nó họ làm lệch nhau, bởi vì cái tay của mình cầm ở đây thì nó không ngáng tay, phần tròi lòi ra đây. Thì trên cái này dùng để cắt dây đai, nên họ có một cái phần cái nấy màu đen này, thấy màu đen này để nó đè cái dây đai để nó không có bị bật, nó bật ngửa qua đây, nó khi mình cắt có xu thế nó đòn bẩy nó bật qua đây thì nó không cắt được, vì tấm đai nó mỏng, tấm đai này nó mỏng. Đó, thì khi mà cắt thì nó có xu thế đòn bẩy vặn từ chỗ này này, nhưng mà không có, khi mà không có ngáng ở đây này thì cắt nó sẽ ra cái kiểu như thế này này. Đó. Thì cái phần đè đây là để bạn giữ cái dây đai cho nó chắc, thì bạn khi bạn cắt như thế này, đó, rất ngọt luôn. Vì cái phần này họ làm hơi vát đi một tí xíu, nhưng mà và nó khá dày, độ dày của cái phần lưỡi này. Độ dày phần lưỡi này là 12 mm. Còn cái lưỡi bên dưới, lưỡi cắt chính này thì độ dày nó khoảng 4 mm, gần 5 mm. Lưỡi rất dày luôn. Thì cái này bạn có thể mài được. Nhưng mà cắt dây đai thì hiếm khi nào phải mài, bởi vì nó lâu mòn lắm. Cái phần lò xo đàn hồi đây hơi giống của cái kéo cắt cành. Vì nó dạng cái lò xo dạng con sâu như này, hoặc ở đây bạn có thể tháo ra được. Vì khi dùng bạn có thể chấm một tí dầu để trong đây để cho nó không nó ngấm, để nó thấm vào trong đây, để bạn giữ nó bị lâu không bị reset, bởi vì khi chúng ta cà tới cà lui thì kiểu gì nó sẽ chảy rồi nó sẽ reset ở đây ra. Lâu lâu bạn thấy nó có cái nước reset ra, bạn nhìn thấy nó hơi ngứa mắt thì các bạn chấm giờ tí dầu vào trong đây khi bạn dùng. Thì cái phần lưỡi sâu này từ ngoài vào trong để bạn biết là bạn cắt được cái dây đai, thì mình sẽ chỉ tính như lưỡi ngắn này thôi, chứ không tính cái phần lưỡi dài. Tính cái phần lưỡi ngắn thôi, thì vì chúng ta sẽ cắt đến cái lưỡi ngắn này thôi. Thì cái lưỡi ngắn này chiều dài độ sâu của nó đưa vào đây, bạn sẽ thấy là cắt được khoảng 3 phân, nhưng mà mình cắt khoảng cỡ 2,5 cm đổ lại, tức là độ rộng của cái tấm của cái này này khoảng cỡ 2,5 cm đổ lại thôi. Như cái dây đai này thì bạn thấy cái dây đai này độ dày của nó, độ rộng của nó chỉ cỡ 15-16, rộng của này cỡ 16, và độ dày của cái này cỡ khoảng 0.5 gram thôi. Bạn cắt bằng kéo này rất là nhẹ, và cái mũi này nó họ mài mỏng lên thì bạn dễ đục vào, dễ kéo cái dây đai, dễ xỉa vào cái dây đai ở trong kiện hàng á, giống như kiểu mình có bên đây cái kiện hàng đây, ví dụ như cái đai như này, cái này bằng nhựa thì tất nhiên là mình không cần phải dùng cái kéo Betsey, dùng cái kéo này. Thì khi mà cái dây đai nó nằm đây, bạn dễ xỉa nó vào này, bạn dễ xỉa nó lên để bạn cắt hơn, nó là vậy, cái kiểu của nó như vậy. Mình lặp lại. Đó, bạn dễ cái lưỡi nó mỏng, bạn dễ xỉa nó như này này. Đó. Dễ xỉa nó, bạn dễ đẩy lên để bạn cắt nó dễ hơn. Thì cái này thì cái kết cấu của nó đơn giản, cho nên là cái giá thành của nó bạn nghe nó bớt sốc hơn. Cây này có giá gốc của nó vào khoảng 36 euro. 36 euro thì nhân ra nó khoảng bao tiền? 36 nhân cho 28 275 đi. 990 ngàn. Một cây. So với lại cái cây này, khi bạn nghe giá của cái cây này dễ gây xung đột đó. Giá cái này chắc phải 3 triệu có. 131 euro, 131 271
3,6 triệu đó, như cái này đắt kinh hoàng gấp 4 lần vì nó phức tạp hơn, vì cái loại này thì nó có thể giữ lại cái đai khi cắt, cái đai không rơi ra được, giống như kiểu cắt kéo cắt không rơi cành kiểu vậy. Cái này nó dễ chịu hơn thì anh em xài này, công ty này nọ thì nó tiện hơn, rẻ hơn. Ok, thì mình có hai cây đây của khách hàng đặt nên mình tranh thủ review để anh em xem.